Em đặt camera em nói chuyện với cả nhà. Mũi nó lạnh luôn cả nhà. Sợ sệt là gì?
xa xa có một căn nhà nhỏ, vừa lạ lắm, vừa không biết bắt đầu từ đâu. Tuyết Nhi lững thững đi tới một ngôi nhà, bên trong là tiếng khóc thút thít của một đứa nhỏ. Ông nội, xin ông nội đừng bỏ con mà. Sợ nó nhà chạy lung tung, cha nó thì đúng rồi, còn hai ông
sợ vừa lao đầu tôi. Thì cảm thấy như mình vừa tống đầu một vách núi vậy. Mắt mũi tôi sao đi. Nhìn lại thì thấy kẻ trước mặt đang nhuyễn miệng cười đắc ý. Xung quanh hào quang tỏa ra, chuỗi mắt của mình. Biết nơi động phải thứ không nên động. Mặt xa vội vàng quay đầu không bỏ chạy. Âm thanh từ phía sau cất lên như chuông ngân nghe đinh tai nhức óc. Đứng lại đợi như ta. Cô xoay một vòng hóa thành hoàng sa, thân hình lớn gấp đôi kia trước mặt. Chỉ một cái trường người đã vượt lên phía trước dẫn đầu hoàng sa. Há miệng khẽ ra một tiếng. Hoàng sa như chết điếng quằn quại lăn lộn. Cả một quảng trường bị nó phá đảo nằm rạp hết. Nó cúi đầu bổ phục, không dám ngóc lên mặt hoàng sinh. Kẻ hẹn của mắt như một, không biết tự lượng sức. Xin người hãy rộng lòng và tha thứ cho. Phía trước là một không gian im ắng đến ngạt thở. Hắc xà vừa phản xin vừa nghĩ thầm. Thôi rồi, lần này bỏ mạng rồi. Làm gì còn cơ hội cho mình nữa. Không bao lâu nữa đã có thể hóa hình người, mà tay lại xui xẻo dập phải lửa như vậy. Dẫu sao vẫn không thể có động tĩnh gì. Hắc xà ngóc đầu lên, nhìn thấy trước mắt mình là một người con gái. Ánh vẫn phớt hồng như đóa sen. Vẻ đẹp thanh thoát làm cho hắc xà quên đi mình đang trong tình thế nguy cấp. Người đó khẽ cười mà rằng: "Chết tới nơi rồi không lo. Mà vẫn còn tâm trạng nhìn kẻ khác nghĩ ra như vậy sao? Sao? Có muốn ta cho một cơ hội để tu luyện lại từ đầu hay không?" Luyện lại từ đầu sao? Nghe qua mấy lời đó, lòng của hắc xà đau như dao cắt. Bao nhiêu năm lấy mạng người luyện hóa, vậy mà bây giờ phải đánh đổi tất cả để giữ lại cái mạng sao? Sợ mình chần chừ sẽ mất đi cơ hội, hắc xà gật gật đầu, kìm nén nức nở trong lòng. Nguyệt Nhi bước tới, đưa bàn tay mềm mại đặt lên đầu hắc xà. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu đẩy lùi luồng tà khí ra khỏi cơ thể cũng trắng đen. Hai màu đỏ là dục tinh thần của cô. Hắc xà chớp chớp mắt, không tin rằng kẻ trước mắt có thể vì mình mà tổn hao tâm trí như vậy. Bây giờ đây, nó đối với người trước mặt quả thiệt là tâm phục khẩu phục. Nguyện với lòng sẽ luôn nghe theo sự chỉ dạy mà chuyên tâm tu luyện, không phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Ngọc Tuyền ngồi nhớ lại cái ngày mà cô vượt lôi kiếp. Xung quanh tiếng nổ vang trời, tai lông bụng không còn nghe được gì. Da thịt thì đau đớn vì bị đánh toạc lên trời, nhưng vẫn phải chặn lòng, phải vượt qua cho bằng được. Tới khi tan trận, cái xác cháy đen tối thơm thở của cô được Nguyệt Nhi vượt dậy. Cả hai vui mừng không thôi. Đúng là trời không phụ lòng thành. Nguyệt Nhi đặt cho cô cái tên là Ngọc Tuyền. Từ nay đã có thể hóa hình người và ngạo du thiên hạ. Ngọc Tuyền lúc nào cũng nói với Nguyệt Nhi: "Chị, em biết làm gì để đền đáp công ơn chị dành cho em. Không có chị thì em nghe cả cái tên cũng không có, chứ đừng nói chỉ là cái mạng." "Thì ân bất cầu báo, ta chỉ muốn em một lòng hướng tới những điều tốt đẹp, một phần giúp sức cho ta cứu độ chúng sanh. Thời thế sắp tới sẽ loạn, nhiều ma quỷ quái sẽ tràn lên quấy hại nhân gian. Chúng ta làm việc gì thì cứ làm, cái mạng thì mình thì phải dốc sức mà hoàn thành, biết chứ?" "Dạ, hay là mình trở lại chân núi đi, học cách sống của con người. Sau này biết đâu có cơ hội cao nhau thì sao?" "Phải không đấy? Hay là muốn trở về kiếm chân khí mà không hả?" "Thôi, đừng có khơi lại cái chuyện đó nữa mà." Hạ Sơn là một cái sông nhỏ, nằm dưới chân của một trong số những ngọn núi thuộc dãy núi lớn nhất phía Tây nước Nam. Gọi là Hạ Sơn vì ở đây chỉ có một con đường duy nhất lên núi.
sinh ra em ở tại nơi này. Một ngày nọ, có hai người con gái từ trên núi xuống. Họ ăn vẫn đơn giản, nhưng toát lên khí chất khác thường. Hai người đi về nhà ông Thịnh. Năm nay tuổi của ông cũng đã lớn, râu tóc ông sợi bạc đã qua nửa rồi. Tuy nhiên ngay khi nhìn đầu tiên, ông đã nhận ra việc gì. Cô khẽ đưa tay lên ra hiệu đừng tiết lộ, nhưng lấy hoài làm sao mà ngay cả sinh cũng nhận ra. Thành thử đánh buộc hai ông cháu phải giữ bí mật đó cho cô, tuyệt đối không được tiết lộ ra, nếu không sẽ khiến cho mọi người sợ hãi. Thằng sinh ngày nào bây giờ đã là một người đàn ông của vợ. Con gái của sinh năm nay cũng đã lên năm, tương đương với độ tuổi mà sinh gặp Nguyệt Nhi ngày xưa. Cô bé tên An vừa nhìn thấy Nguyệt Nhi đã quấn quýt như thần tiên từ lâu làm gì. Sinh cùng vài người khác cùng nhau cất lên một ngôi nhà nhỏ gần đó cho cả hai có chỗ trú ra cho vui. Mọi người vui vẻ nhiệt tình khiến cho hai chị em vô cùng cảm động. Nguyệt Nhi ngày ngày lên rừng kiếm cây thuốc về để trị bệnh cho người dân. Đầu tiên luôn là kẻ kề bên đỡ đần cho chị. Cả hai chị em sớm chiều đều thích. Thanh niên trong xóm cứ đi ngang là như bị chuông chân không muốn rời đi. Họ đi rừng về là lúc nào hai chị em cũng có quà. Khi thì con chồn con thỏ, khi lại là mấy cây thuốc khó kiếm. Cuộc sống thanh bình tới nỗi người ta chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi như vậy, đừng đổi thay. Một ngày nọ, dân trong xóm đột nhiên bị đau bụng bầm bạ, lên cơn co giật đùng đùng. Ban đầu chỉ một vài người, từ từ tăng lên quá nữa. Nguyệt Nhi với Ngọc Tuyền mau mau chạy tới xem xét tình hình. Khi chào tới người họ, lòng Nguyệt Nhi khẽ động. Chỉ có cảm nhận được có luồng kiếm khí hỗn tạp đang cuồn cuộn trong đó phá hủy cơ thể của họ đi. Nó vừa giống như thuốc độc, vừa giống khí độc. Loại này không thể dùng thuốc bình thường để
sao hắn cũng có ơn cứu mạng của mình. Phải cố gắng thôi. Nghĩ là làm. Chuột mau mau kêu gọi dòng họ chuột tinh của mình tới giúp sức. Trong vòng một đêm, bọn họ đã đào được một cái hố khá lớn, nước trong vắt. Người dân mừng như bắt được bằng, ca hát nhảy múa quanh đó cả một đêm. Nhờ sấm của hắc linh miêu đem xuống, dân làng ngày nay khỏe mạnh ông nào. Từ nay không còn cảnh vượt nguy hiểm để tìm kiếm thuốc quý nữa rồi. Nguyên Nhi cảm thấy vui lòng lắm. Đối với hắc linh miêu cũng có cảm tình nhiều hơn. Vài năm trôi qua, con bé An bây giờ đã lên 10, lanh lợi và dễ thương lắm. Con bé theo kiểu dân gian ví như là bà trùm nhiều chuyện. Chuyện gì nó cũng biết hết. Nghe ở đâu phong phanh ngó bộ hấp dẫn là nó điều tra tường tận, rồi chạy về kể lại không sót một chữ. Mấy lúc buồn buồn không có gì làm, Nguyệt Nhi thường hay kêu nó kể mấy cái chuyện mà nó nghe không được. Đa số là chuyện vui, nghe mà không nhìn được cười. Bữa nay cũng vậy, thấy nó núp ló trước cửa, Nguyệt Nhi lại biết sắp có chuyện nghe rồi. Mắt nó dùng, thấy mặt mày tại chân của nó có mấy dấu trầy trùa đỏ bầm. Cô sốt sắng hỏi, ủa, sao mình mày trầy trùa tùm lum vậy nè con? Dạ con hai, con mới quánh lộn với thằng Đẹp. Nhà nằm ngay cái đường đi xuống chợ á. Trời đất, con gái gì mà tối ngày đi quánh lộn vậy? Mà sao lại quánh nhau? Kể cô hai nghe coi. Con bé xắn ống quần lên đầu gối, co chân lên, ngồi nếp sát Nguyệt Nhi mà thầm thì. Nó dám nói xấu cô hai cô ba. Bữa nay con đi ra cái đường nó chơi thì thấy tụi nó đang tầm ba tầm bốn xù xì. Hỏi ra thì nghe kể là cắm trại bên núi bên kia, người ta bị mất tích. Người ta đi lên rừng chặt củi nè, kiếm thuốc hay là đi săn á, là lâu lâu lại mất một người. Nó nói cô nó lấy chồng gì bên đó, cho nên chuyện bên đó nó rành lắm. Thấy nó vừa kể vừa liếc hái, ra chiều khó chịu trong người. Nguyệt Nhi phì cười, mà nói với nó vậy đâu có liên quan gì tới cô, để nó phải bực vậy đâu. Nó vỗ nhẹ đuôi cô, mà nhăn mặt nói, cô hai không biết đâu. Tụi nó nói người mà bị mất tích bí ẩn như vậy á, là chỉ có thể là yêu quái làm ra. Mà cái xứ này không ai đáng nghi bằng cô hai cô ba hết. Bởi vì hai người sống bao nhiêu năm mà vẫn trẻ đẹp không thay đổi chút gì. Tụi nó còn nói chuyện này á là hai cô làm cũng chừng. Nguyệt Nhi bật cười khanh khách. Nó nói quả phung phiểu. Vậy mà hai cô cười được. Con nghe nhiều đó là con bay vô đập nó liền luôn. Mà nó mạnh hơn con, nó đè con xuống nó cạo á. Trời đất ơi, con trai quýnh lộn mình chơi cạo. Con cũng đâu có dựa, chơi liền cái chiêu cẩu sực xích quách. Con đớp nó một cái vô cầm tay luôn á, nó la quá trời luôn. Con mới dùng ra chạy về đây nè. Nguyệt Nhi lại cười tiếp, cười đến nỗi hai má đỏ ửng lên. Dỗ đầu an ủi nó, thôi ráng nhìn đi, để cô hai đi điều tra thì nó mới dịu xuống. Mà thật ra nghe qua thì cô cũng muốn đi tìm hiểu sự việc lắm, không thể để mọi sự trôi qua như vậy. Nếu thật sự có biến thì không hay chút nào. Yêu quái lộng hành, dần ắt lao đao. Lần này Nguyệt Nhi sẽ không dẫn dụ yêu quái xuất hiện giống như bắt Ngọc Tuyền, mà nhân lúc trời tối hiện nguyên hình, trường nhanh về phía trái núi bên kia. Cô đi mấy vòng mà vẫn chưa phát hiện ra chuyện khác thường, nên dừng lại, ngửa mặt lên cảm nhận chút hơi gió. Nghe rõ ràng phía trước có một áp khí nhẹ nhẹ. Có lẽ kẻ kia đang cố ý phòng bế thực lực để rình rập ngược lại cô. Cô khẽ chớp nhẹ mắt, một tia sáng vàng lóe lên trong đáy mắt. Hiện ra trước mặt cô là một tên bạch xà nằm cuộn tròn im lặng. Hắn cố ý làm thuật ẩn thân để cô bị lạc vô tầm ngắm của mình. Trong bụng khẽ cười, cô quay lưng bỏ đi, rồi bất ngờ quay ngoắt lại tấn công kẻ địch. Tên đó cũng không dừa, nhanh như chớp tránh né đòn đánh của Nguyệt Nhi. Hai bên lao vào đối phương mạnh như vũ bão. Người dân bên dưới có thể nghe thấy tiếng ầm ầm
tựa hồ như đã lớn, đang đánh hăng say thì từ đâu một thân hình đen ống to lớn nhào tới, đưa bút tát mạnh một bên mặt của bạch xà, kèm theo là một âm thanh ré lên trong cổ họng như đe dọa. Là Hắc Linh Miêu. Việc gì lạ lên? Cái tên mày muốn ghét chắc chắn thì ta đánh giá. Hắc Linh Miêu ngoái đầu nhìn nhanh về phía Nguyệt Nhi, cho lại cong người lên cảnh cáo kẻ trước mặt. Hắn ta cười lên ha ha, xoay người hóa thành một tên đàn ông anh tuấn ngời ngời, vận quần áo trắng tinh ánh lên trong đêm. Hắn cất giọng hiền hòa. Em trai à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ta không biết đây là người quen của em, chỉ là ta đang tĩnh tâm tu luyện thì bị cô ta tấn công đó. Ta còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra mà em bất giận đi tiểu hắc. Nguyệt Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Cả Hắc Linh Miêu và Nguyệt Nhi cũng đều hiện thành hình dáng như thường ngày mà ngồi xuống nói chuyện với nhau. Hắn là Bạch Vương, anh em cùng cha khác mẹ với Hắc Linh Miêu. Anh em cũng khá lâu rồi không gặp nhau, không ngờ nay lại đụng độ ở trong cái hoàn cảnh oai oăm như vậy. Bạch Vương nói sự vụ mấy ngày qua xảy ra với người dân chính là do thuộc hạ của hắn làm ra. Hắn đang trên đường đi lùng bắt tên kia thì gặp phải Nguyệt Nhi hiểu lầm mà tấn công. Bạch Vương cười cười, nét khôi ngô khiến cho nụ cười của hắn thêm vài phần động lòng người khác. Không đánh nhau thì không nhận ra bằng hữu. Từ nay có chuyện gì cần giúp sức, cô cứ kêu ta một tiếng thì ở đâu ta cũng tới được. Cô là bạn của em trai ta thì cũng như là bạn của ta rồi, đừng ngại gì hết. Còn chuyện của cái tên kinh tặc kia cứ để cho ta giải quyết. Cả hai về bên kia đi, không tiện hả? Có gì sẽ tìm tới đâm đầu. Cả hai không nói gì thêm nên quay về. Bạch Vương nhìn theo, tay sờ lên vết xước trên mặt mà mỉm cười lắc đầu. Từ ngày đó, sớm Hạ Sơn lâu lâu lại xuất hiện một người đàn ông đạo mạo, ăn bận đơn giản giống như cô hai của bà, anh Dũng anh Đen. Ôi cha mới biết anh ta tên Đại, là bà con xa với anh Đen. Mỗi lần tụ họp, cả nhà năm người rộn ràng cười cười nói nói. Mấy bà nhiều chuyện trong xóm lại có cơ hội mà nhúng má trẻ. Ôi ta nói hai cái cô hai của bà đó đó, bận thiện thì cũng bận thiệt á, mà lâu lâu có trai thế cười nói trời, không ra cái thể thống gì hết. Nói sao bao nhiêu năm không thấy có chồng con gì, hay là muốn ơn gì để vui vẻ kiểu đó. Bà nào bà nấy cũng đồng tình, gật đầu như bữa cuối. Chỉ có con bé An mỗi lần nghe thấy được thì lại có chuyện cãi nhau ông trời. Tới nay nó 16 rồi, nhưng miệng của nó chửi người ta, không cần nói ngang thì bà làng chứ không nói lại nữa. Cha má nó nhiều khi sợ mất lòng với chồng sớm cũng có lẽ đây, nhưng ông Thanh lại cãi. Thằng cãi nó mày ơi, nó nói đúng cứ để nó nói. Sự đời nhiều khi ngộ lắm, mày mà hiện tự quá đó thì cái đầu mày hổ.
xưa, đừng ta cứu mạng. Chứ bây giờ đội ta kêu là chàng hả? Chưa bắt kêu Nguyệt Cô là mà hai rồi đó.
sẵn sàng đón nhận tất cả những chuyện sắp tới. Quyền Chi cúi đầu nhận giáo huấn của mẹ. Bà đặt bàn tay lên đầu cô. Một vầng sáng tỏa ra, đưa cô về với thực tại. Trời lúc này đã mang mặt sáng. Các ngày hôm đó, trong lòng cô thực sự nóng như lửa đốt. Cứ đi tới đi lui. Lâu lâu lại đi một vòng quanh sân, xem xét thử có chuyện gì khác lạ hay không. Cả một buổi vẫn không thấy có gì khác thường. Cũng vì mình đã nghĩ nhiều rồi. Chiều đó Hắc Bình Miêu xuất hiện, trên gương mặt vương chút gấp gáp. Hắn bước tới nắm lấy tay Nguyễn Chi. Nguyễn Chi à? Cô đưa đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn. Hắc Bình Miêu mím nhẹ môi, dịu dàng nói với cô. Theo ta được không? Ta muốn đưa nàng đến một nơi đi. Nhắm mắt lại đi. Cô nhìn sâu vào mắt của kẻ mà mình yêu thương. Nó ấm áp và đáng tin cậy. Cô nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được Hắc Linh Miêu ở bên người cô mà lướt đi. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió vù vù. Không gian thay đổi liên tục, lúc lạnh lúc ấm. Một lúc lâu sau thì cả hai tới đây. Nguyệt Nhi mở mắt ra. Đó là một vùng đồng cỏ xanh, xung quanh đủ loại hoa thơm, bướm bay thành bay chập chới chào lượn. Cô nhìn mê mẩn. Hắc Linh Miêu kéo vuốt tóc Nguyệt Nhi, kéo cô nhẹ tới bên mình, ôm chặt lấy mà thủ thị. Hai ta ở lại nơi này đi. Sau một cuộc đời bên Nhi, không tranh đua gánh ghét. Ta chỉ cần nàng thôi. Có được không? Nguyệt Nhi mỉm cười, đẹp sát của người của Hắc Linh Miêu, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ hắn. Trên đồng cỏ lúc này là bụi cục của những cánh bướm cứ chập chờn chập chờn. Cùng lúc đó ở trong rừng, con bé An đi kiếm củi về hơi trời. Đang lo gió để đi về thì nó chớ chớn một cái, cả người lộn thộn xuống một cái hố sâu. Chập sau nó mò mẫm leo lên, đầu cổ dính đầy lá cây, trên tay cầm một tấm trang sức bằng ngọc thạch. Nó tất tả chạy về sớm, đi tới đâu cũng kêu: bà con ơi, sớm mình hết cổ rồi, đi theo con, cô mới phát hiện ra một cái hố á, chứa đầy ngọc ngà cho báo đó. Người ta bản tính bản nghị, nhưng nhìn thấy mớ đồ nó cầm trên tay thì cũng háo hức muốn tới chỗ vừa qua cho biết. Chẳng mấy chốc mà cả xóm tập trung lại kéo nhau đi. Chỉ còn tôi cũng định là phải ở nhà, không được đi theo mà thôi. Chỗ con bé An bị té cách xóm không xa lắm,
sở nhanh nhất mà quăng xuống cái hố đó. Vậy là tất cả dân xóm, già trẻ lớn bé đều đã bị gom lại nơi này. Xung quanh miệng hố lúc này là những tên mặt mày quái dị, yêu khí tỏa ra lạnh lạnh. Cô bé An khẽ buông tay, mong cảnh biến mất. Lúc này người dân mới bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau. Định thần lại thì thấy mình đang đứng giữa một khung cảnh hỗn độn. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi khó chịu vô cùng. Thêm tiếng khóc thét của mấy đứa con nít làm cho không gian trở nên ngột ngạt, ồn ào, vô cùng khó chịu. Nó chau mày rồi gầm lên. Tất cả im đi hết cho ta. Nó lập tức bắn mình hóa thành một con mạng xà màu đen, bỏ quanh miệng mũi, rồi đưa đầu há miệng trích về phía mọi người. Ai nấy khiếp đảm té lăn trên đất. Có người sợ quá chết chết đi. Số còn lại thì đưa tay lên bịt miệng, không dám hó hé bất cứ một tiếng nào. Ai nấy trong đầu đều hiện lên một cái tên là Nguyệt Cô. Họ không ai bảo ai, đều lầm trầm khấn nguyện. Đó là tia hy vọng cuối cùng để thoát khỏi cảnh tình khủng khiếp này. Bất chợt một kẻ áo đen bịt mặt từ đầu lù lù xuất hiện. Hắn đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn qua một lần, dừng lại chỗ chuột đang đứng. Hắn ta hỏi: "Nó đâu?" Dạ, em không biết đâu đại ca. Em nói thiệt là em không biết. Đi mau đi kiếm người về đây cho mau được. Nếu không thì tự biết hậu quả rồi đó. Chuột không biết phải làm sao để tìm cho ra kẻ mà tên kia vừa nhắc tới. Vừa đi vừa khóc thút thít. Đã nói rồi, nghe theo đi mà không chịu. Giờ thấy chưa, liên lụy tùm lum hết trơn rồi. Đại ca ơi là đại ca. Nguyệt Nhi đang nằm trong vòng tay của Hắc Linh Miêu, nước mắt ngắm nhìn trời đêm. Thì bỗng bên tai nghe vang vẳng tiếng kêu gào của người dân. Cô bật dậy thì Hắc Linh Miêu kéo lại mà nói: "Đừng đi cô được không? Ta sẽ trở lại ngay thôi." "Nguyệt Nhi." Nhưng không kịp nghe, Nguyệt Nhi đã đi rồi. Hắc Linh Miêu thở dài một tiếng, đôi mắt chứa đựng ngàn vạn tâm tư. Hắn không làm loạn mà lặng lẽ rời đi. Có lẽ đã là ý trời, chỉ có thể tuân theo mà thôi. Nguyệt Nhi mau chóng trở về. Nỗi sớm yên bình của cô sau này vắng lặng thì đáng sợ. Ngước nhìn lên núi, cô thấy có một nơi đang tụ yêu khí dày đặc. Nhắm mắt cảm nhận, quả nhiên âm thanh ai oán vang lên từ đó. Nguyệt Nhi hiện ra ngay bên cạnh con hắc xà đang thị uy với dân sớm. Cô lập tức bay vụt lên, tay bắt một quyền đánh xuống đầu lắm. Quá bất ngờ, con hắc xà chỉ né được một nửa, ăn ngay một nửa đòn nặng như trời giáng. Nó lăn lộn thu mình về thành hình dạng của một cô gái là Ngọc Tuyền. Nguyệt Nhi nghe lòng mình cuộn trào nổi giận, vận một nửa pháp lực đánh tới, quyết tâm đánh cho tan hồn lạc phách hàng súc sanh không biết tốt xấu kia. Đủ linh lực phóng như tên bắn nhắm thẳng đầu Ngọc Tuyền. Cái áo đen kia vận một luồng yêu khí lẫn lộn với thần khí mỏng manh phóng trào ngăn cản. Đòn đánh của Nguyệt Nhi mạnh mẽ xé toạc lớp kết giới kia, đánh ầm một tiếng. Ngọc Tuyền bay ra xa, đập cả thân mình vào tảng đá, té phịch xuống. Máu tươi trào ra ồng ộc, nằm im bất động. May mà có kẻ kia ra tay cứu giúp, nếu không hả ta chắc đã bé bét như tường rồi. Đã một đòn cho con xà tỉnh vô tình sự, cái bịt mặt kia cũng bị phản vệ mà lùi lại mấy bước. Từ tinh không chợt xuất hiện một giọng nói như sấm rền: "Đúng là vô dụng." Tất cả yêu ma quỷ quái cúi đầu phụ phục trước kẻ vừa tới. Ông ta trong hình dạng một người đàn ông cao lớn, gương mặt nổi bật nét độc ác cộng với thần khí bao quanh khiến cho kẻ đối diện sợ hãi tột cùng. Nguyệt Nhi ngước nhìn với vẻ mặt không chút cảm xúc,
sang một hướng khác. Tâm linh mình đi, mọi thứ chao đảo, cây cối ngã rạp một quãng lưng, người chân bị chấn động mạnh cũng ngất xỉu gần hết đi. Không gian như bị co ép trở nên bức bối, khó thở. Hát Linh Miêu hai mắt chảy ra huyết lệ, miệng thì thào van xin. Thank you.
ta để mất thương yêu thì cũng bị nó lấy mất. Ta còn cái gì? Cố gắng bao nhiêu năm đó cũng chỉ đổi lại cái vị trí không ai thèm đó hay sao? Thằng tình yêu lấy hết sức theo thằng. Nếu anh muốn, ta nhường cô chị đưa lại cho anh được. Mỉa mai ta sao? Xét tay báo từ bình thường của hàng tình yêu đã được dịp chạy rằng hắn chưa biết rằng những thứ đó vốn dĩ không thuộc về hắn, chỉ là hắn cố chấp hy vọng để rồi nội thất bỗng dưng chìm hắn mà thôi. Hắn lại cười lên khùng khục, ước mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi. Sẽ không giết em. Ta sẽ cho em ôm trọn quyền trong tay với một con tim tàn hẳn. Rồi lại nhìn về phía Nguyệt Nhi đang điều hòa hơi thở. Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai đang dần lóe lên ở đằng đông. Nhẹ nhàng.
sự cũng không muốn tay mình nhuốm máu kẻ vô tội. Bà Phương cười lên như điên dại. Bà nói với Hạc Tình Miêu. Đang được hưng phấn thì lập lời thề đi. Tôi
An lại đi kiếm tuổi bạn của mình mà gây sự đánh nhau. Răng ông có kết mũi. Răng bà thấy vậy quay qua hỏi: Ủa, Quân à, chàng khóc hả? Xã thân cố gắng cường để không bật khóc. Chứ ba cái chuyện con nít có gì đâu khóc. Khắc Linh Miêu cười nhạt, lại bước tới vuốt tóc Hải Nguyệt mà thủ thị. Cái gì vậy? Ta biết đang nghe ta nói. Chỉ là chốc lát nữa đi, đang không thể chờ mà thôi. Em biết không, chỉ cần nàng vui vẻ sẽ lật tung cái chân chàng này lên chỗ đặt. Mai này thấy chàng có sụp đổ thì ta sẽ là kẻ đầu tiên chống đỡ cho nàng. Dẫu phải đi trước nàng một mình. Khắc Linh Miêu đưa tay buộc nhẹ má anh Nguyệt, lau đi hàng nước mắt vừa chảy xuống. Bao nhiêu kiếp rồi, cô mới có cơ hội hiểu những gì hắn nói. Cười truyền vào tai Hải Nguyệt một luồng linh khí thuần khiết nhất, nỗi đang cũng dần sáng trở lại. Nguyệt mở bừng mắt, cảm thấy trong người thật thoải mái, thì chỉ có đầu óc là mơ hồ, như không nhớ ra là đã đánh mất thứ gì. Có tiếng hắn giọng, Nguyệt chợt nhìn lên thì giật mình. Ủa, sao con lại đây? Bay bay cái đầu nhà ngươi đó. Người có biết là đang quanh lòng mỹ đồng thì người thế nghe cái ngủ luôn. Chắc người là một con heo quá. Quyền ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì. Chắc bà trấn an: Không có gì đâu, một quân ta chọc con đó. Tại hôm đó đánh với Hải Thần, hắn ta đánh trúng đầu con đó mà. Được khỏe rồi thì tiếp tục công việc của mình đi, siêng năng tu luyện một chút, đừng để phí hoài linh lực nội đan của con chứ. Con thôi đi nhanh đi, hai ông bà già chăm con mấy nay cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi đó. Đi đi con. Quyền không hiểu ức giáp gì hết, đường không bị đuổi quá trời, nhưng vẫn mau mau biến nhanh nếu như không bị chú ý. Quyền vừa đi khỏi, hai vợ chồng xa thân ôm nhau mà khóc. Thiệt, chắc tuổi già khiến cho người ta mau nước mắt hơn hay sao đây. Bởi vì biết trước chuyện này thì hồi xưa lúc bán kiếp bạc hết luôn cái thằng răng chồng kia đi mất cho rồi. Khổ chi mà khổ dữ. Quyền vừa chạy kìa đã thấy hai năm chị ông hai ngồi rầu rĩ, người sau lái kẻ trên mũi thở dài thầm thầm. Trời đất mẹ ơi, nỡ rồi đó. Hôm qua lúc mà ta hổ muốn ông già này đi theo cô sớm mà đi đỡ đây kẹp phải không? Cái cha già mắt nhìn mỗi lần gặp là chửi em. Ông tin tôi chẳng ghê ông đúng không? Hai nên thấy tình hình có bộ căng thẳng quá nên nhảy vô căng. Cái trời đất ơi, thôi mà, hai người gặp nhau không gây lộn làng cơm ngon hay gì á, lo bạn tâm sự đi kìa. Anh chỉ về hướng cái nhà quan đang nằm thổ lôi giữa một rừng sậy, nhìn qua thấy âm khí ngút trời rồi. Việc lạnh giọng nói: Bạn gì nên có quỷ thì kéo nhau vô bên nội đồng lạnh chứ bạn chỉ cho tốn được miếng gì. Chị hay hay quá vậy, mà chị đơn giản làm quách lên thì ai nói cái gì. Chị hỏi ông già để rộng kể cho nghe, em chỉ còn theo thì không hơn chút nữa. Hải Nguyệt lúc đó mới chịu ngồi yên, lòng thầm nghĩ cái tên Hải Thần này cũng ghê gớm, đánh đâu không đánh lại đánh trúng đầu, để bây giờ đầu óc của mình loạn hết trơn. Ngày thường điềm tĩnh bao nhiêu thì bữa nay làm loạn bấy nhiêu. Ông hai đốt cho Nguyệt cái nhang
sướng.